bạn chạy đến quán cà phê thú cưng ở Hongdae. Anja, Eva. Kitty. Baby kitty. 맛있겠다. Buổi trưa chúng mình đi ăn bạc tuộc. Ngon ơi là ngon. Chúng mình đến làng Hanok ở Indowon. Lần đầu tiên mình đến mà thấy thích lắm. Đây vừa là nhà hàng vừa là quán cà phê. Vô cùng đẹp luôn. Market lần này cũng thành công. Cảm ơn order của các bạn. Lần sau hãy đi sẽ quay lại với market khác tốt hơn. Buổi chiều mình tới Gangnam vì có cuộc họp cho market. Meeting 장소로 가고 있는데. 아, 진짜 너무 더워. 근데 요즘 한국에 코로나가 다시 좀 심해져 가지고 마스크를 열심히 쓰고 다녀야 되거든요. Mình nhận rất nhiều mẫu và bây giờ đi về nhà. Mình còn chưa được ăn trưa. Không có thời gian ăn trưa riêng. 네, 여러분, 저는 이제 바로 다음 미팅을 가보도록 하겠습니다. Easy girls, it's going down. Anyway, yeah, 네가 필요해. địa điểm hộp tiếp theo là một quán cà phê rất đẹp. Mệt vãi. Ngày hôm đó mình đã nói không ngừng nghỉ trong vòng 7 tiếng. Mình đi gym để dùng nốt năng lượng còn lại rồi để ăn cơm chỗ ngon hơn. Vì bây giờ là mùa hè nên thực sự có rất nhiều người tập thể dục. Mình đến mua kem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
여기 감각이 너무 이상한 거예요. 약간 마취가 안 풀린 느낌? 그리고 약간 이렇게 만져도 제 살 같지가 않은 느낌이 계속 드는 거예요. 그래서 지금 병원에 갔더니 사랑니를 뽑을 때 워낙 이렇게 큰 충격을 주기 때문에 신경이 약간 닥쳐가지고 지금 감각이 이상한 걸 수도 있다. 이게 돌아오는데 짧게는 한두 달에서 길게는 6개월에서 1년, 2년이 걸릴 수도 있다 이러는 거예요. 근데 지금 이제 한 달이 됐는데도 정말 전혀 나아지지가 않고 그냥 느낌이 계속 이상해요. 계속 그냥 여기가 마취된 느낌이라. 사람이 이거 안 뽑아도 됐었거든요. 아무 이상이 없었는데 의사들은 항상 뭐 문제가 생기기 전에 미리 뽑아야 됩니다 이러잖아요. 그래서 저도 그냥 뽑았단 말이죠. 근데 이렇게 돼가지고 진짜 이걸 왜 뽑았는지 정말. 진짜 한동안 너무 우울해가지고 감각이 너무 이상해요. 지금도 너무 억울해. 이걸 내가 왜 뽑았지? 여튼 여러분도 조심하시길 바래요. 진짜 사랑니를 함부로 뽑지 마세요. 여기 피부도 이상해지고 이게 감각이 자꾸 이상하니까 이게 만지다 보니까 이게 피부가 이렇게 된 것 같은데 병원 진짜 폭파시키고 싶어요. 80에서 90%는 돌아오는데 10%는 영원히 안 돌아올 수 있다는 거예요. 10%의 사람은 평생 이렇게 살아야 된다고 생각하면은 진짜 진짜 원래도 엄청 예민한 스타일이어가지고 약간 몸에 약간 조금만 이상이 생겨가도 막 아 나 죽는 거 아니야 막 이러고 엄청 막 거슬려하고 막 죽을 것 같거든요. 아 배고프다. 일단 밥을 먹고 아 나 진짜 그 병원 진짜 폭파시키고 싶어. 나 진짜 2개월 뒤에도 계속 이렇게 되면은 나 진짜 그 병원 가서 똥 싸고 올 거야 진짜. 이거지 역시 여름에는. 진짜 그 병원 진짜 폭파시키고 Dạo này ở Hàn Quốc có phim luật sự kiện là Uyong-woo. 이상한 변호사 Uyong-woo đang vô cùng hot. Không có ai là không xem. Mình vừa xem lại vừa đợi xem trực tiếp tập mới. 강태호님 옛날에 저 인터뷰했었잖아요. 언제 저렇게 대배우가 됐는지. Good morning. Hôm nay cũng là một buổi sáng cực kỳ nóng. Wow. 아 그리고 턱 감각 공유 근화. 예, 턱은 여전히 감각 이상하고요. 예, 피부도 전혀 회복이 되지 않았습니다. 진짜 이것 때문에 우울증 걸릴 것 같아요. 저번 브이로그에서 얘기했지만 최근에 이사를 가려고 그랬는데 이사를 못 갔잖아요. 거의 2년 동안 같은 집에서 같은 인테리어로 계속 이제 살다 보니까 좀 많이 지겹더라고요. 그래서 그거 조금이라도 극복을 해보고자 약간 새로운 물건들을 조금 구입을 했습니다. 이거를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 잠깐만 나 thấy hôm qua rồi chính là miếng lốt này. Vâng, có một miếng lốt lông cừ nhỏ nhưng dù có giận thế nào vẫn thấy nó bẩn nên mình đã đổi nó. Mình mới mua chiếc gối Kuromi dễ thương này. Và mua cả cái bàn gập này nữa để vừa ăn cơm vừa xem TV. Mình mua cả cái lốt hình bông hoa để trước gương nữa. Vốn khi đi vào phòng có một miếng lốt to lông dài màu trắng. Nhưng cái đó giặt thường xuyên thấy nó thành màu ghi và có quá nhiều bụi. Nên mình đã đổi sang thành miếng lốt lông ngắn. Với họa tiết caro đang hot ở Hàn Quốc. Nhậm này, nó mềm lắm.
ở đây vẫn có gương và bàn, nhưng mình đã bỏ nó ra để chuẩn bị bàn trước khi chuyển nhà. Cuối cùng lại không chuyển nhà được. Mình mua cả miếng lót này chỉ vì nó đáng yêu. Lần này mình mua nhiều miếng lót thật. À, cái này cũng là mình mua. Vốn vỏ ga này cũng có màu trắng thôi, nhưng mình đã đổi sang cái có màu để thay đổi tâm trạng. Và ta-da! Mình đã tham lam mua cái Stand By Me của LG mới này. Vì muốn xem TV trong phòng này mình đã mua. Mình hài lòng với nó nhất trong số những thứ mình mua lần này. Khi sản phẩm này mới ra mắt ở Hàn Quốc, nó hot đến mức bị cháy hàng luôn. À, không phải là quảng cáo nha. À, các bạn có thể coi nó là TV cảm ứng dạng di chuyển được. Màn hình có thể xoay thế này, điều khiển được độ cao nữa. Ngày nào mình cũng xem YouTube với Netflix bằng nó. Vì có gắn cả bánh xe nữa nên có thể mang nó đi mọi nơi. Và một lần sạc có thể xem được tầm 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Thú vui dạo này của mình là vừa xem trên giường vừa xem Netflix bằng cái này. Vlog hôm nay kết thúc tại đây. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Annyeong.